Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì buổi gặp mặt đoàn đại biểu tỉnh Vĩnh Phúc dự đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Cùng dự có đồng chí Bùi Thị Thu Hằng, tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo một số ban xây dựng Đảng tỉnh ủy. Trước đó, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Dương Văn An cùng đoàn đại biểu tỉnh dự đại hội đại biểu mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10 đã đến dân hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà lưu niệm Bắc Hồ. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư tỉnh ủy Dương Văn An nhấn mạnh, đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Tỉnh Vĩnh Phúc đã lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đại biểu mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 15 và cử ra đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10 với đầy đủ thành phần dân tộc, chức sắc tôn giáo, doanh nhân, tổ chức Mặt trận Tổ quốc các cấp. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị các đại biểu phát huy trí tuệ, tâm huyết, bám sát chủ đề và phương châm Đại hội lần thứ 14 của Đảng đã được thông qua tại Hội nghị Trung ương 10 khóa 13 và trên từng cương vị công tác làm việc từ thực tế của địa phương, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội, doanh nghiệp, tôn giáo để đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện đại hội, huy động và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, củng cố quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống nhân dân, phát huy bản sắc truyền thống quê hương Vĩnh Phúc, đóng góp vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 10 năm 2024 với 69 đoàn, tổng số gần 1.400 đại biểu tham dự. Đoàn đại biểu tỉnh Vĩnh Phúc tham dự đại hội gồm 2 đại biểu khách mời và 8 đại biểu gồm 1 đại biểu đương nhiên và 7 đại biểu được cử tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 15.